Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục cũng như là tiến hóa các Pokemon hệ tiên nha các bạn. Đó, đầu tiên mình sẽ tiến hóa em Jigglypuff này nha. Jigglypuff mình sẽ tiến hóa nó bằng Moonstone nha các bạn. Đó, đây, để mà chúng ta xem thử cái con Jigglypuff này nó sẽ lên con gì đây. Nhìn nó khá là dễ thương các bạn ơi. Các bạn nhìn cái hai mắt nó tròn chưa? Và nó lên con thỏ các bạn ơi. Con này nhìn như con thỏ ngọc nè. Đây là Wigglytuff nha các bạn. Đúng là những cái tên cực kỳ khó đọc luôn. Rồi, để bây giờ mình sẽ thêm một con Metric này vào đi. Đó. Rồi, thế là chúng ta đã có một con Pokemon hệ tiên đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi luyện cái con Rainbow nha các bạn. Đó. Đi luyện cái con Snubbull chứ, để cho nó tiến hóa thành Rainbow. Đầu tiên là cứ luyện bằng mấy con Rose Ray này trước đi, Lydian này và Five Blood với con Forest Jet này luôn nha. Đó. Học được chiêu gầm nè, mình sẽ hủy đi. Ok. Và đây Snubbull của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi kìa. Ui hấp dẫn ta. Snubbull, để mình coi nó sẽ lên con gì nhé các bạn. Đây là con bò ngốc nghếch. Ui nó lên con bò bự hơn nữa nè các bạn ơi. Đây là Grand Bull nè các bạn ơi. Ui con bò sao nhìn nó kỳ quá vậy. Ui căng thế, đi bằng hai chân các bạn ơi. Nhìn nó như cái con chó mập vậy. Định mệnh đó. Ok, xong được mấy con rồi. Thì hệ Fairy nó cũng giống như hệ điện thôi. Mình chỉ có một vài con nữa mà mình chưa có thôi. Đó. Thì hiện tại mình đang ở vùng Taiga các bạn ơi. Mình đang đi qua bên đây để mà tìm thêm một vài Pokemon hệ tiên khác nha. Chỗ này là cái vùng Flower Forest luôn nè. Đây rồi. Đây là Flare Baby nha các bạn. Chúng ta sẽ đi tìm nó thôi nha. Đó, Flare Baby. Nó là cái cây bông di động các bạn ơi. Flare bé bé hả? Whisper nó luôn nha. Trời, khá là ngon luôn. Flare Baby. Và Tala thành công ngay, rất là xịn luôn các bạn ơi. Đây, Flabibi. Ngon. Trời ơi, vậy mới hấp dẫn chứ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Mình sẽ đi về cái vùng Rustbuckwim. Đi về cái hội quán hệ bọ để mà luyện cấp cho con Flabibi luôn nha các bạn. Con này thì nó có 3 cấp tiến hóa, đó chính cấp 1 là Flabibi, cấp 2 là Frog Flow ST và cấp 3 là Flores các bạn à. Nhưng mà Flores thì nó phải cần Shiny Stone. Mình thì mình không có Shiny Stone. Nên chắc chúng ta chỉ luyện tới Flow ST thôi. Em tí nữa quên rồi. Đúng là tên mấy con này thiệt chứ. Đây, để mình coi thử nào. Rồi, chúng ta xem thử nó tiến hóa được chưa. Nó bắt đầu tiến hóa luôn nè. Fly BB. Trời ơi. Chúng ta tạm thời ở cái cấp thứ 2 thôi. Cấp thứ 3 là Flores thì chúng ta chưa có được. Vì mình không có Sunny Stone. Floetti này nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Như một cái nàng tiên vậy. Với cái bông nàng tiên hoa. Ok, mình lại tiếp tục lên đường nữa thôi các bạn ơi. Bộ cái heo một phát này nè. Xịn nha. Đây là cái vùng Bird Forest bạn à. Chúng ta đang tìm mấy con Ronch. Mấy con đó thì xuất hiện khi mà hoàng hôn và bình minh ở vùng Bird Forest đây nè. Chúng ta tìm rất là cực luôn. Tại vì thời gian hoàng hôn với bình minh nó khá là ít. Nên cái tỷ lệ xuất hiện nó sẽ hơi khó khăn một xíu đấy. Có con Weedle Boss kìa. Thôi mình không đánh nó đâu. Cái con Ronch nó đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Ronch, để mình quay trở lại coi. Ui, tính bỏ đi mà ai ngờ con Ronch nó xuất hiện ở đây luôn nè. Nó đây các bạn ơi, đây. Chắc các bạn nhìn là cũng đã biết rồi đó. Nó có hai dạng tiến hóa là một dạng là mang hệ tiên và hệ psychic, một dạng là mang hệ psychic cũng như là hệ steel chứ ha. Hệ steel với lại hệ fighting hay sao á. Bắt được nó ngay.
Để bây giờ mình đi tìm thêm một con Ronge nữa nha các bạn. Mình sẽ cần hai con để mà cho đủ hai dạng nó luôn. Nhưng mà tập hôm nay chúng ta chỉ lấy một dạng nó thôi. Đó. Rồi, có con Ronge nào nữa không ta? Trời, nó cũng sắp tối rồi nè. Trời tối là chúng ta sẽ không được gặp nó nữa đâu. Ây da, căng thật chứ. Có vẻ không có con Ronge nào rồi. Trời ơi. Ồ, đây đây đây, có thêm một con nữa các bạn ơi. Bay bay một xíu là nó tự xuất hiện thôi. Chúng ta sẽ đi xuống và thu phục nó thôi. Con thứ hai. Đây mình sẽ lượm nó luôn bằng Whipball nha các bạn. Lúc nào cũng xài quả Whipball trước. Quá tuyệt vời luôn. Và lần này con Ross thứ hai đã được thu phục. Quá xịn. Có con Galish kìa các bạn. Đó là tiếng hóa của con Ross đó. Con đó là thuộc hệ đánh đó các bạn à. Rồi xịn nhen. Xịn xịn nhen. Để mình qua cái Rat Bug Game. À quên, qua vùng Saiga chứ nhầm. Qua đây trước đi. Từ từ mình qua lại cái Rat Bug Game cũng được. Ok, qua đây mình tìm thêm một vài em khác nữa đi. Saiga buổi tối á, để mình tìm cái con Fleck Klepki các bạn à. Klepki. bên kia có cái Master Chest kìa. Thì chúng ta qua xem thử các bạn ơi. Ai, Klepki. dưới đây có con gì đây? Hút hút hả? Rồi nó ra đây nó tắm cho mát các bạn ơi. Ôi, Master Chest. Để chúng ta qua mở xem nào. Đây, Master Chest. Đây 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 các bạn ơi. Klepki, nó đây rồi nè. Ngon. Tính qua lấy cái Master Chest anh ơi, con này nó xuất hiện luôn nè. Nó là một cái chùm chìa khóa các bạn ơi. À, hay ta. Cấp 54 luôn. Wow, kinh dạ. Ôi, nhưng mà không sao các bạn ơi. Trời ơi, mấy con này đơn giản. Whipple. Được ngay. Klepki. Quá tiện luôn. Ok, lại thêm một em Pokemon hệ tiên nữa rồi. Ở đây thì mình sẽ đi về cái Rat Bug Game này đi. Để mà đi luyện cấp cho hai con Ron hồi nãy nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ cho hai con Ron hồi nãy ra. Trước tiên mình có con Hoopa nè. Và mình sẽ có cái luôn cái con Swanna này đi. Đó. Nói cất vậy thôi chứ cũng bỏ ra lại các bạn ơi. Mấy con này level nó đang sắp chạm mốc 100. Nên mình sẽ cố gắng để mà luyện tụi nó thôi. Đây là những con Ron nha các bạn. Cứ lên level nó sẽ tiến hóa thôi. Bọn này nó sẽ tiến hóa tại level 20 nha các bạn. Ron. Ok. Nó tiến hóa rồi kìa các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đánh luôn cái con Lydian này bằng Sacrifice nha. Ok. Fire Blood với con Forest Shred này luôn. Rồi, đủ rồi, mình sẽ run lên nha các bạn. Running Kiss hả? Thay bằng skill Double Team Arrow này đi. Ok. Rồi, hai con đồng cùng tiến hóa luôn kìa. Đồng loạt tiến hóa luôn. Trời ơi. Đây là con Ron đầu tiên nha các bạn. Và để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Nó sẽ lên con Curlier nha các bạn. Curlia. Và con còn lại nó cũng vậy luôn nha các bạn. Sơi hấp dẫn. Và ta-da, nó lên con Curlia rồi đó. Hấp dẫn. Ở đây thì mình sẽ cất một con lại. Cái dạng cái con Galit á thì mình sẽ từ từ nha. Chúng ta đang cần cái dạng là Gardevoir. Còn cái dạng đó thôi. Galit thì từ từ đi. Trước mắt để mình luyện cho cái con này nó lên cấp đi đã. Gardevoir nó sẽ tiến hóa khi nó đạt cấp 30 nha các bạn. Còn cái con Galit thì chúng ta phải dùng đá hay sao á. Hình như là vậy. Forest Shred này hả. Dùng luôn cái skill Fire Blast này luôn đi nha. Mày hả con. Ui. Rồi, run được rồi các bạn ơi. Xịn nha. Ở đây mình sẽ tiếp tục luyện cấp nha các bạn. Ôi da, luyện cấp nãy giờ tầm 5 phút rồi đó. Nó chưa tiến hóa nè. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Mày hả con Grow Race. Mày nè con. Một em học được Side Trick hả. Thay bằng Grow ngay. Eruption đó. Một em nữa. Eruption nó luôn. Ok, đủ rồi các bạn ơi. Và lần này Curlia của chúng ta đã bắt đầu tiến hóa rồi đó. Nó đạt đủ cấp 30 rồi kìa.
Để mình coi hình dạng Gardevoir, hình dạng thường nó sẽ lên như thế nào vậy các bạn. Ồ, đây là Gardevoir các bạn ơi. Với hình dạng thường thì nhìn nó khá là nhỏ ha. Hình dạng mega của Gardevoir thì cái váy ở dưới nó sẽ phồng ra rất là quý phái luôn. Ok, xịn nha. Thêm một em Pokemon hệ tiên nữa rồi. Ồ, nhìn phê không các bạn. Ở đây mình đang ở vùng Extreme Hill để mà cố gắng tìm cái con Mewile. Con đó nãy giờ nó khó xuất hiện quá. Khổ tôi thật chứ. Mình cứ chạy vòng vòng vùng này thôi. Mặc dù tỷ lệ nó xuất hiện cũng khá là cao các bạn ơi. Nhưng mà mình tìm bằng cái wiki trên đây thì nó lại là nó không xuất hiện tại biome nào cả. Ôi ôi. À đây đây đây. Ồ, theo đã các bạn. Đây là Mewile nha các bạn. Một cái con Pokemon mà dựa theo truyền thuyết của Nhật Bản luôn đó. Ồ, ghê chưa. Cái miệng nó rất là kinh khủng luôn. Ok, Whitburn không thành công hả? Ghê vậy. Ok, không thành công thì mình sẽ qua luôn cái quả Dustborn nha các bạn. Không thành công thì qua luôn Dustborn đi. Ồ, vẫn không thành công luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục với Dustborn nha. Ồ, nhìn cái miệng đó kìa. Ghê thật. Con Mewile này thì nó cũng có cái hình dạng tiêu hóa Mega luôn nha các bạn. Ồ, Mega của nó thì cực kỳ ngầu luôn. Nói chung thì có cái con nào Mega lên thì nó cũng mạnh và nó cũng ngầu cả. Lần này thì là Tamerborn nha. Và không thành công. Wow, bắt khó quá vậy. Tiếp tục là Tamerborn đi. Trời ơi, có vẻ khó khăn rồi đây. Tamerborn. Ồ, căng vậy. Tamerborn tiếp tục nha các bạn. Trời, con này nhìn vậy mà bắt khó quá ta. Nó cũng đạt cấp 46 rồi. Hồ level này thì cũng chịu. Ơ, thành công luôn kìa. Ha ha, quá đã. Đây, mình sẽ xóa nó. Đây là Mewile nha các bạn. Cũng thuộc hệ tiên luôn, nhưng mà hệ tiên và hệ thép. Xịn nha. À, và nó chỉ có một hình dạng thôi. Ngoài ra nó còn có tiếng hóa Mega nữa. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường nữa nha các bạn. Trời ơi. Ở chỗ mình là quá chừng mấy con Carbink luôn các bạn ơi. Carbink. Đây. Carbink. Quá chừng luôn. Đây mình sẽ qua vùng vùng gì đây ta. Vùng Taiga đi các bạn à. Mình còn cái con Togetic. Cái con Shiptry nè các bạn. Cái con mà Lipstone để mà tiến hóa đó các bạn à. Đây nó đây nè. Nó phải sử dụng Lipstone nó mới tiến hóa được. Nhưng mà lần này nó xuất hiện luôn. Chúng ta sẽ bắt nó luôn nha. Thì tại vùng Taiga này mình chỉ còn con Togetic nữa. Chỉ còn một con duy nhất đó thôi. Nhưng mà nó xuất hiện vào cái lúc trời sáng các bạn à. Xuất hiện tại morning. Chứ không phải là ban ngày. Rất là khó đó nha. Hay da. Morning là nó nằm ở giữa cái vùng bình minh với lại ban ngày đó các bạn à. Trời ơi, Pokemon mà làm khó nhau quá chừng luôn. Ồ, em Shiptry này có vẻ khá là khó bắt các bạn ơi. Và nó boost tùm lum thứ luôn. Tamerborn tiếp đi. Chúng ta sẽ cố gắng cầm cự một xíu. Tamerborn. Không thành công hả ta. Khó bắt quá vậy. Tiếp tục là Tamerborn nha. À, tại vì mình đang sử dụng cái con Swanna. Chỉ số Swanna thì chắc không có đủ để làm con Shiptry này nó chịu khuất phục đấy. Để tí để mình đổi qua NT để cho nó biết tay nha. Để cho Swanna này nó bị gục trước đã. Các bạn thấy không, Tamerborn quá chân luôn mà nó vẫn không thành công đó các bạn ơi. Uầy, căng thế nha. Trời ơi. Cứng đầu quá ta. Tiếp tục là Tamerborn. Mình còn có mười mấy quả hả. Để tí đi. Tập sau chắc mình sẽ lôi nó ra. Mình có rất là nhiều ở trong ba lô nữa. Chắc đâu đó ta một stack hay là hai stack gì đó trong ba lô nữa. Nên các bạn có thấy mình đi mình đâu có đi chế tạo nữa đâu. Mình đã tạo sẵn rất là nhiều rồi. Swanna nó đã gục rồi các bạn ơi. Bây giờ đến lượt của NT nha các bạn. Tamerborn với mày luôn nha con. Khuất phục đi mày. Vẫn chưa chịu khuất phục. Tiếp tục là một quả Tamerborn nữa nha. Quăng càng nhiều cho nó sợ các bạn ơi. Và lần này
Sala, Ship Tray đã được thu phục rồi các bạn ơi. Đây là Pokemon hệ cỏ nha bạn, nó không thuộc hệ tiên, nhưng mà tập hôm nay nó tự dưng nó xuất hiện thôi. Ok, vậy cũng khá là tốt luôn. Đây, trời sáng đây các bạn ơi. Lẩn quẩn tại cái vùng Saiga này nhưng mà vẫn chưa thấy. Trời ơi, căng thật sự luôn. Lẩn quẩn ở đây nãy giờ luôn. Ôi da, chưa thấy em Togetic. Đợt trước nếu các bạn nhớ là có con Togekiss mình thu phục được, nhưng vẫn chưa thấy Togetic các bạn à. Survive xuất hiện. Đây là cấp 2 của Snivy các bạn ơi, và nó thuộc hệ lá. Thế là tập hôm nay chúng ta lại bổ sung thêm một vài Pokemon hệ lá mà mình chưa có nữa rồi. Whitmon nha. Để thử dùng một Swanna Whitmon nó có vô không. Nó không vô các bạn ơi. Vậy thì thôi, chúng ta run đi. Mình sẽ chuyển qua con NT. Có con River Shiny kìa. Nhưng mà từ từ, chuyển qua con NT để mà dùng Whitmon thử nào. Whitmon. Trời ơi, Whitburn. Và lần này ta-la, thành công ngay. Ui quá xịn luôn. Ok, Survive đã có. Floetti, con này hồi nãy mình có rồi. Mình đang về cái hội quán hệ bọ để mà tiếp tục luyện cấp cho con Survive này luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ cho nó lên cấp luôn đi. Trời ơi hấp dẫn. Mày hả con, Sacrifice nè con. Ôi học được skill gì đó, Fire Blast đó luôn nha. Và Survive nó tiến hóa luôn rồi các bạn. Ui quá xịn luôn. Survive này hình như kích thước hơi nhỏ nha, nhìn nó có chút ẻo à. Để tí mình coi nó mang cái kích thước gì nha các bạn. Và Survive nó đang tiến hành dài ra đó các bạn ơi. Nó sẽ lột da và trở thành con. Đây là Superior nha các bạn. Cực kỳ kinh khủng luôn. Ok, thì chắc video ngày hôm nay đến đây là hết rồi các bạn ơi. Được coi Survive. Cái thước búp mi, cái thước nhỏ nhất luôn rồi. Ôi ơi, căng thế. Superior. Ok, video của mình về những Pokemon hệ tiên đến đây có vẻ là kết thúc rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.